Thì lúc đó là con có điện cho chồng con, chồng con xin mẹ, nhưng mà mẹ không cho đi. Kiếp sau mà được làm người thì con cũng mong được làm con của mẹ. Ngày đầu tiên mà mẹ chồng nhìn thấy con dâu của mình thì cảm nhận về cô con gái thế nào? Cũng xin báo cáo với các bạn là lúc đầu tôi nghe nói là con dâu làm việc ở nhà hàng, thì gia đình tôi là công chức thì tôi cũng thích cái nghề nghiệp của con dâu, cho nên là tôi cũng bữa tôi đi tiếp khách công ty ở dưới chỗ quán ăn thì tôi thấy mấy người bạn tôi bảo là cái bàn ăn bên cạnh có con dâu của tôi, thì tôi nhìn sang thì thấy ngồi với mấy người Hàn Quốc thì tôi chỉ nhìn sang thôi, bởi vì tôi cũng thích rồi cho nên cũng quan tâm là cô đó xấu hay đẹp hoặc thế nào hết. Nhưng mà ít bữa sau thì thấy con trai đưa về thì tôi hỏi con đã biết thằng Tấn thế nào chưa. Đại khái tôi cứ hỏi vậy cố tình để cho nó giãn ra, nhưng mà nó bảo là nó đã chấp nhận, nó thương rồi. Bởi vì mình đóng thích rồi thì cô tôi hỏi sơ qua vậy, thì hai đứa nó chơi tí rồi nó về. Nó về thì hai đứa nó thuê nhà trọ nó ở. Thì trời nghe đất nghe trời, thì một thời gian sau đó thì tôi mua cho hai đứa một cái nhà riêng để cho ở riêng luôn, ở gần thôi. Tức là ngay lúc đầu mình cảm nhận mình không thích rồi. Đúng rồi. Cố tình cho tụi nó chia rẽ nhau luôn vậy đúng đó hả? Đúng rồi. Lúc đó em có biết điều đó không? Đầu thì con không biết. Thật ra là mẹ cũng hiểu lầm. Cái thời gian đó là con với chồng con cũng là bạn bè anh em bình thường, cũng gần 2 năm rồi. Thì sau đó thì hai đứa con mới yêu nhau. Thường nếu mà nói dẫn khách Hàn Quốc á, đi ăn uống rồi đi du lịch này kia là chồng con đều biết. Tại vì chồng con là người đi thuê đòi cho người ta. Mẹ thì cũng nghe lời. Nói chung là một số người thì người ta không thích con đó, thì người ta nói à, con bé này nó hay đi cùng với người này người kia, mà đi đông, số lượng đông vậy á, chắc mẹ cũng nghĩ xấu này, chắc con bé này chắc không tốt hay sao. Nghĩ vậy. Cái lần đầu tiên chị có cảm thấy ấn tượng điều gì không? Chị xin phép kể một chút xíu nha. Dạ. Thật ra lần đầu tiên mà nói gặp mẹ thì là gặp tấm hình của mẹ. Có tới nhà mẹ chơi mà không gặp mẹ, mà là gặp đứa em gái, em chồng á. Nhìn mẹ thì thấy nó ấn tượng mẹ lắm. Tại vì thấy mẹ là phúc hậu lắm. Nhìn gặp mắt của mẹ đó, thấy mẹ có nét buồn buồn mà sao giống như tâm sự giống mình nữa. Thành chương trình hôm nay con cũng giải thích mẹ với mẹ. Chính xác là lần đầu tiên con gặp mẹ là có hôm mẹ đi làm về, chồng con chở em về cũng gần nhà đó mà nhớ không. Rồi con đi xe, chồng con chở xe đạp điện, thì con ngồi phía sau con đủ đống đá, rồi cầm một tờ báo mà mình đọc. Không biết mẹ, tại vì cũng chưa gặp mẹ ở ngoài mà. Thường nghe chồng nói là mẹ anh kìa, thì mẹ nói mẹ anh kìa thì nó qua xa quá rồi, thì đâu chào được đâu. Xong rồi chồng cũng chở mình về luôn. Con nghĩ chắc mẹ cũng giận con đúng không mẹ. Sau này con nghe chồng con nói là con bé này sao nó gặp mình đến không chào. Ai biểu lo đọc báo chị. Tại vì con ngồi mà, con ngồi phía sau mà, con đội nó cái nón nữa, cái nón lá nữa. Có nghĩa là ban đầu nó không có thuận buồm xuôi gió. Dạ, dạ, dạ. Rồi vậy thì cái chuyện đăng ký kết hôn đó thì mẹ có đồng ý không? Đăng ký kết hôn thì bà ngoài làm hết. Để con kể. Cái hôm đó chính xác là con bị bệnh, mà vừa bệnh vừa uống thuốc, mà vừa có uống một bia, có uống bia nữa, cho nên người mệt ở phòng trò hay đâu có ai đâu. Thì lúc đó là con có điện cho chồng con xin mẹ, nhưng mà mẹ không cho đi. Nhà phía sau có một cánh cửa, bên hàng xóm thì có một cái rào, xong rồi chồng con trèo lên cái vừa rào á, la mặc cái quần đuôi mà, xong mày kéo xuống tụt quần. Trời ơi. Mày kéo xuống tụt quần, xong rồi ngày nãy giờ này mày đi thì mày đi luôn. Thế là chồng con trèo tường đi luôn, đi qua phòng trọ ở con luôn. Thật ra là lúc đó ở phòng trọ thì trước giờ có ở với mình à, cho nên là mấy người hàng xóm á, người ta cũng thương mình lắm. Thôi mà cái lúc đó thời gian đó thì hai vợ chồng cũng ở nhau được hơn một năm rồi. Rồi tự nhiên hai chồng nó hơi đợt, bây giờ đi đăng ký kết hôn. Tại cũng không nói mẹ một tiếng nào luôn, chắc mẹ giận. Giận chứ. Rồi làm sao mẹ biết được? Sau này mới biết được, cái khi mà mua cho hai đứa một căn nhà, hai đứa về ở đây mới biết được, thì cũng phải chấp nhận thôi. Trong thời gian là ở với nhau hơn một năm, thực ra mẹ cũng thương. Hàng tháng thì mẹ cũng chu cấp tiền cho. Có ông cậu nữa, còn Thảo, cậu cũng lâu lâu cậu ghé phòng cậu cho tiền. Trước đó thì chồng có làm chung công ty với mẹ. Sau rồi chồng mình nghỉ thì vì là không có thì con là người đi làm đó, xong rồi lo tương lai cho hai đứa thôi. Ngay từ ban đầu là cô chưa chấp nhận nàng dâu này, thì lý do gì để mà cô mua một căn nhà cho anh chị ở riêng cô? Bởi vì cô thấy nó ở trò tồi quá. Càng sống thì cô biết là trên đời này chưa có nàng dâu nào như nàng dâu này. Cô nghĩ là cũng chưa có con dâu nào mà nói với mẹ chồng. Nó không phải nói một lần mà nói rất là nhiều lần là kiếp sau mà được làm người thì con cũng mong được làm con của mẹ.
biết là khó khăn, biết là phải trải qua nhiều thăng trầm á, nhưng mà chị vẫn nói câu nói đó với mẹ. Nói thật ra là từ nhỏ ba mẹ chị ly hôn, chị ở với ông bà ngoại mà. Nói chung cực khổ lắm, lúc năm mới 5 tuổi thôi. Ba mình thì cũng không nuôi tới, mẹ thì cũng bỏ đi vậy đó. Ở nhà bà ngoại thì mà thời đó không có cơm mà ăn luôn á. Được ăn thì được ăn cháo thôi, mà cháo mà nuốt lọng lên ông rác à. Còn mà ăn chuối bơm, ăn bắp đỏ mà đỏ khô á, mà hấp lên ăn á. Nói chung cực lắm. Rồi xong nhớ mẹ quá, từ hôm đó mẹ về thì xin mẹ đi theo mẹ. Thì đi theo mẹ thì cũng mẹ cũng giận đi, cũng cách nhà cũng khoảng mấy cây số thôi. Mẹ cũng đi làm thuê cho người ta, mẹ đưa vô chùa. Thì có hôm đó có một con bé đó cũng bằng tuổi luôn, hai đứa bằng tuổi. Sư thì nhận có một con bé kia thôi, sư không có nhận chị. Nhưng mà vẫn cho ở chùa gần một năm. Có hàng ngày vẫn ở chùa, rồi ăn cơm ở chùa, chắp bắp luộc á. Mới hoa bàn thọ là hầu như là lúc ngày nào cũng ăn cái đó. Sư mới nói là kiếp này là con chưa có tu được, thôi bây giờ con ráng trả nợ đời đi, kiếp sau con mới tu được. Xong hàng ngày vẫn ở đó. Rồi đến năm gần 7 tuổi xong rồi má mới cho về đi học. Là thời gian đó thì má cũng lấy chồng hai, đi làm kiếm tiền, tự đi học, đóng tiền học luôn. Đến bây giờ tính như là ba mấy năm rồi, má cũng chưa mua cho một cái gì món quà cả. Còn rất là yêu thương cái tình cảm của mẹ chồng dành cho mình. Nhưng mà rồi sau đó thì tụi con sinh con, mẹ có biết không? Dạ không. Hôm đó là mẹ đi, mẹ bị đi mổ ruột thừa, đúng không mẹ? Con có bầu 5 tháng rồi, mẹ không biết. Tại vì người con nhỏ, xong con mặc áo thì nó phòng lý xíu thôi. Rồi con đeo một cái ba lô trước nè, cho mẹ không thấy. Nhưng mà bạn của mẹ đi thăm mẹ thì người ta phát hiện ra. Người ta mới hỏi mẹ, chắc ông tiền hình như có bầu hay sao á. Thì mẹ nó không có đâu, không có đâu. Khi mà mẹ xuất viện á thì mẹ cũng thấy, lúc đó mẹ giận. Giận là vì thế này, chú Quyền Linh này, bởi vì là chồng nó cũng chưa có trưởng thành. Mà nguyện vọng á, bởi vì là hoàn cảnh của chị là chồng mất đến hôm nay cả 22 năm rồi. Một mình mẹ lo cho hai đứa con, mà hai đứa con thì đều không khỏe mạnh. Cho nên là cứ nghĩ là phải thân con trai phải trưởng thành để nó đủ khả năng để nó lo cho vợ và cho con nó, thì đó, khi đó nó lại có con. Nhưng mà nó chưa trưởng thành, chưa có công ăn việc làm, chưa gì cả, mà nó đã có bầu rồi. Tức là tôi không đồng ý cái chuyện đó. Tôi dần từ khi nó mang bầu cho đến khi nó sanh con ra một tháng rồi tôi mới hết dần. Ngay chẳng tháng cháu thì bắt đầu cũng nghe bạn bè khuyến này nọ, tôi mới ra ngoài nhà rồi bắt đầu là lo cho cháu nội này nọ. Chứ còn thời gian trước là tôi dần. Cho nên khi nó sanh nở thì bà ngoài lo hết, nhưng mà tôi vẫn gửi tiền về để cho nó lo cái việc sinh nở. Dần chứ, tâm lý bất kỳ một bậc cha mẹ nó cũng giận chứ. Mình khuyên con là khoan lấy nhau, con tự đăng ký kết hôn. Mình khuyên con là khoan có cháu thì con lại có cháu trước.